Hà Nội thì vào những cái ngày tháng hè thì rất là nóng, vào mùa đông thì rất là lạnh, mùa thu thì mưa nhiều. Như vậy nếu như bạn có nhu cầu chuyển đổi từ một chiếc xe máy lên một chiếc xe 7 chỗ thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái mẫu xe như thế. Vâng, thưa bạn, Toyota Avanza 2019 vừa mới ra mắt tại Việt Nam. Và trước khi đến với những cái thông tin chi tiết thì anh em hãy vui lòng subscribe và rung chuông kênh giúp mình nhé. Cái thông tin đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ đấy là về giá bán của mẫu xe này. Giá bán của Avanza thì phiên bản số sàn là 544 triệu và phiên bản số tự động là 612 triệu. Giá lăn bánh của cái phiên bản số tự động này tại các tỉnh thành thì nó khoảng 670. Còn nếu như ở Sài Gòn thì khoảng 609 và ở Hà Nội là khoảng 705 triệu. Có sự khác biệt đấy là do các mức phí trước bạ và phí về biển số tại các tỉnh là khác nhau. Nếu như các bạn đã xem các cái chương trình chúng tôi đã giới thiệu về mẫu xe Avanza của năm trước thì Duy đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Và những cái điểm cải tiến trên những cái mẫu xe này nó nằm ở phần đầu xe là chính. Cái điểm cải tiến lớn nhất đó là cái hệ thống đèn. Nếu như đèn trước là đèn halogen thì bây giờ đã là đèn LED rồi. Cái xu hướng về LED thì bây giờ nó cũng đang rất là phổ biến. Tuy nhiên chúng ta cũng ghi nhận một cái tín hiệu tích cực rằng Avanza cũng đã trang bị những cái gì đó nó thuộc về cái mới nhất. Xe này sử dụng cái động cơ nhỏ 1.5 số tự động 4 cấp. 1.5 thì khá nhiều các cái mẫu xe trong cùng phân khúc như là Expander, Ertiga và cái công suất máy thì nó loanh quanh 102, 103, 104 gì đấy. Đối với Avanza thì chính xác nó là 102 mã lực. Tuy nhiên, tất cả những cái con số đó nó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, chúng ta sẽ chạy. Và nếu như các bạn nhìn thấy cái khoang động cơ này thì đây là động cơ đã bố trí dọc luôn nhá. Bốn máy bố trí dọc, như vậy là mẫu xe này chắc chắn là dẫn động cầu sau rồi. Cái việc bố trí cái hệ thống truyền lực cầu sau hay cầu trước nó cũng tạo ra cái sự khác biệt trong cái quá trình vận hành. Một chút nữa chúng ta sẽ trải nghiệm cái mẫu xe này. Cái nắp capo này có cả cái tấm cách âm nhá, cách nhiệt đó. Cổ hút đặt ở vị trí khá là cao. Ở phần đuôi thì các bạn sẽ thấy Toyota Avanza có những cái thiết kế khá giống với mẫu Innova. Nhưng trước khi đến với những trang bị thì anh em hãy subscribe và rung chuông giúp mình nhé. Bây giờ cái trang bị ở cái bánh sau này. Đó, phần đuôi, bánh sau. Vành vẫn là vành 15, có thay đổi thiết kế so với đời trước. Phanh thì vẫn là phanh tăng trống. Có ô cửa hàng ghế thứ ba khá là rộng. Đó, chất lượng tôn cũng tương đối dày, mình vỗ đi xem có bị cũng không sao cả. Tôi sẽ mở cốp lên. Những chiếc xe như thế này, 7 chỗ, nhỏ gọn thì sẽ thiên về không gian sử dụng, tiện ích và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, điều đấy là chắc chắn. Đây, cái không gian này bạn có thể thấy luôn ạ. Đấy, tôi để vừa hai chiếc vali cỡ như thế này, một chiếc túi như thế này. Đấy, tất nhiên cái ghế này khi mà không có người ngồi sau ta hoàn toàn có thể có một cái không gian chứa đồ tương đối tốt. Nhưng một số mẫu xe trong phân khúc các bạn để ý là sẽ có những cái hộc chứa đồ ở đây ạ và bên cạnh. Về mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này thì các bạn có thể đọc ngay trên tem tiêu thụ nhiên liệu đây. 6,43 lít trên đường trường ngoài đô thị, 7,73 lít là hỗn hợp và 9,96 lít trên đường đô thị, đường trong phố. Về cơ bản những chỉ số này là chúng ta hoàn toàn có thể tin được. Tất nhiên cái mức này nó có thể thay đổi do hành vi chúng ta lái xe, do tải trọng, do rất nhiều điều kiện khác nhau. Mặc dù doanh số Avanza tại Việt Nam không cao, tuy nhiên Avanza là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Indonesia và các thị trường lân cận như Philippines, Thái Lan trong phân khúc xe MPV cỡ nhỏ. Mình cũng chưa hiểu tại sao lại phải có một cái mảng nó lồi lên như thế này. Đấy, nhựa thì khả năng là bền, nói chung nhựa này thì bền. Da còn phải chăm sóc, nhưng mà nhựa thì chỉ cần bỏ chất tẩy vệ sinh vào đánh là bay hết.
Đó, các thiết kế thì các bạn có thể quan sát trực tiếp nhé. Một chiếc vô lăng, trên vô lăng thì có mỗi cái hệ thống điều khiển âm thanh thôi. Đách bài hát đây. Rồi, vô lăng có điều chỉnh gật gù được không? Đây tôi đã có. Hơi cứng một tí. Rồi, đây. Đây, kéo lên kéo xuống, có, không kéo ra. Nói chung chỉ lên xuống thôi. Gương điều khiển điện, gập điện có. Màn hình khoảng 7 inch có kết nối Bluetooth. Thì những cái phần này là cũng đơn giản thôi. Đấy, mình có thể thậm chí là dùng cái này hoặc thay hẳn cái màn hình hoành tráng hơn cũng được. Điều hòa thì điều khiển điện thay vì điều khiển cơ trước đây. Nói chung điều hòa của Toyota khá mát, cần số. Thường thì những chiếc xe tôi gọi là tối ưu về giá thì sẽ cố gắng dùng các cái cụm chi tiết chung. Ví dụ như cũng có thể là cái hộp số 4 cấp này. Tôi đoán rằng nó là của Asin. Asin cung cấp thì nó có thể cung cấp cho một vài hãng nữa. Nó tương tự và về có thể là mình mapping lại nó phù hợp với từng cái động cơ. Đó, nỉ. Nỉ thì cũng có nhiều loại nỉ nhá. Nỉ này thì mình cũng có thể bọc ra được. Tất nhiên cái việc đó thì bạn sẽ phải bỏ thêm chi phí. Đấy, như tôi đã nói rồi các bạn. Trên tất cả những cái dòng xe kiểu MPV dùng cái platform như thế này ấy, thì có cái hàng ghế, hàng cửa gió này khá là giống nhau. Trên Ertiga và Expander tôi nghĩ là 4 cửa. Thì trên Avanza có 3 cửa thôi, 3 cái cửa gió này. Có lẽ Toyota cũng rất tự tin về cái chất lượng làm mát. Còn về không gian ngồi thì như tôi đã nói rồi, những chiếc xe vuông vuông, hộp hộp kiểu như thế này thì cái không gian nó là một lợi thế. Đấy, các bạn có thể thấy này, tôi ngồi rất là rộng rãi luôn. Cái ghế này thì có thể điều khiển lên xuống nhé. Rồi, đấy, điều khiển lên xuống. Độ ngả tốt nhất, để tôi thử ngả ra. Đấy, độ ngả tốt nhất các bạn có thể thấy này. Ngả như khoang hạng thương gia luôn. Và sàn, hơi tiếc một chút là cái sàn này không phẳng. Do xe sử dụng cầu sau, nó vướng cái trục các đăng, nó sẽ phải chạy ra phía sau. Các vị trí để chứa chai nước thì thoải mái luôn. Một thông tin rất vui, bản này đã có 6 la nhé. Bây giờ tôi sẽ ngồi ở hàng ghế phía sau. Nhưng mà trước khi chuyển ra hàng ghế phía sau thì anh em hãy subscribe kênh và rung chuông nhé. Cái việc ra vào ở cái hàng ghế thứ ba cũng tương đối dễ, bởi vì bạn có thể gập cái này vào một chạm được. Đấy, đẩy nó lên thôi, rất nhẹ nhàng. Đó. Thì mình sẽ bước vào, ngồi phía sau, rộng không. Rồi, tựa đầu có thể điều thay đổi được độ ngả, đây là độ ngả tốt nhất rồi. Ở hàng ghế thứ ba thì ngồi rõ ràng sẽ không thoải mái như hàng ghế thứ hai, nhưng cái không gian thì trên những chiếc xe Toyota ấy, thì tôi luôn đánh giá cao cái không gian tại các vị trí ở hàng ghế thứ ba, từ Innova đến Fortuner, đến ngay cả những cái mẫu xe nhỏ hơn như thế này. Trục cơ sở của Avanza bé hơn so với cả Expander và Ertiga. Tuy nhiên ở hàng ghế thứ ba này tôi ngồi thấy vẫn ok, nói chung ok. Đó. Độ ngả này mà ngả ra được tốt hơn nữa, để tôi xem có thể ngả ra được tốt hơn nữa được không. Đấy. Thì là tuyệt vời. Nhưng mà đây là độ ngả tốt nhất rồi. Ở hai bên thì có thể để các cái chai nước, rồi các vật dụng đây ạ. Ô cửa sổ rất là thoáng. Và điều hòa vẫn thổi được ra hàng ghế sau. Tất nhiên là thêm một cái cửa gió nữa thì tôi nghĩ cái việc chia sẻ ra hàng ghế sau hai cái cửa gió thì sẽ là tốt hơn nhiều. Rung chuông và subscribe nha anh em. Trên Avanza thì cái động cơ 1.5, công suất 102 mã lực và mô men xoắn là 138 Nm. Thì thực ra nó cũng khá tương đồng với những cái động cơ trên Ertiga và ngay cả Expander cũng vậy. Tuy nhiên cái cách bố trí hệ thống truyền lực nó lại khác. Đối với cả Avanza thì lại truyền động cầu sau. Đối với cái cầu sau thì cái lợi thế nó tách biệt hai việc. Một là cái dẫn hướng là cái bánh lái ấy, là đảm nhiệm nhiệm vụ riêng. Còn truyền lực là bánh sau, cho nên về mặt lý thuyết thì nó có gì đấy lợi thế hơn. Đặc biệt là chúng ta đi đường dốc chẳng hạn, hoặc là mỗi khi chuyển hướng.
Thì mỗi ông làm một nhiệm vụ thì bao giờ cũng tốt hơn là một ông làm hai nhiệm vụ. Tuy nhiên, đấy vẫn là mặt lý thuyết thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ lái thử. Ví dụ như mà dốc cao, ta trèo đèo cao thì ta về số 2 thì đạp này. Đấy, đấy nó cũng giật tốt hơn, các bạn nhìn thấy không? Đấy, tốt hơn. Số 1 nữa. L, đấy, rồi bắt đầu lên số 2. Đấy. Tất cả những thứ đấy chúng ta đều phải dùng. Việc an toàn cho bản thân là ưu tiên hàng đầu. Một chiếc xe nhỏ nhưng lại chứa được 7 chỗ, có nhiều không gian, thì đó là lợi thế của Avanza. Mặt khác nữa thì cái không gian cho người ngồi bên trong và cái không gian chúng ta quan sát ra bên ngoài thì khá là thoáng. Tất nhiên những chiếc xe như thế này, giá như vậy thì những chiếc kính thì các bạn cũng lưu ý là nếu mà mua về thì lập tức là phải đi, nên đi dàn kính ngay để cho nó mát mẻ, ngăn chặn bớt những cái tia cực tím gì gì đấy đó. Và có lẽ đối với một cái mẫu xe như Toyota Avanza không có cái lợi thế về công suất, nhìn chung là vậy, những mẫu xe giá rẻ là vậy, thì chúng ta cũng nên chạy một cách từ tốn thưa các bạn. Không nên cua quá nhanh, cũng không nên chạy ở tốc độ cao. Nếu như các bạn nhìn lên cái đồng hồ công tơ mét thì các bạn sẽ thấy rằng cái vị trí, ví dụ như mình xác định cái vị trí 100 km/h, nó tít bên này qua bên kia bán cầu rồi. Nhưng mà với những xe không công suất lớn thì 100 nó lại nằm ngay đây chẳng hạn, ví dụ vậy. Và cái động cơ, đây tôi sẽ tăng tốc cho các bạn xem những cái tiếng âm thanh khá là chân thật. Hộp số 4 cấp. Đấy. Nói chung là những cái gì đó thuộc về khả năng tăng tốc thì đối với những mẫu xe như thế này nó chỉ là vừa đủ mặt thôi. Bởi vì tất cả nó là tối ưu về cái tính năng và cố gắng là tiết kiệm nhất nhưng lại cho 7 người sử dụng. Và mỗi khi anh em xem được những cái thông tin về mỗi sản phẩm như thế này, anh em hãy dành một chút thời gian thôi, hãy dành một cái hành động thôi, ủng hộ chúng tôi bằng cách subscribe và rung chuông. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.